Thông báo khóa huấn luyện môn đệ Chúa Giêsu trong quyền năng Thánh Linh, hướng dẫn linh mục Đinh Thanh Sơn. Phong trào canh tân đặc sủng của Tổng giáo phận Los Angeles. Xin kính mời quý cha, quý sơ, quý ông bà, anh chị em cộng đoàn dân Chúa, đặc biệt các bạn trẻ đến tham dự. Thời gian 3 ngày từ 15 đến ngày 17 tháng 7 năm 2016, thứ 6, thứ 7, chủ nhật. Thứ 6, thứ 7 từ 9 giờ sáng đến 7 giờ tối, chủ nhật từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Địa điểm: nhà ho của Our Lady of Peace Church, Cộng đoàn Thánh Tâm, Venice, 15444 North Hope Street, Langdon Avenue, North Hills, Cali 91343. Đây là khóa huấn luyện cách sống và biết cách cầu nguyện hiệu quả nhờ Chúa Thánh Thần mà đức tin được tăng trưởng, mạnh dạn sống theo tin mừng để trở thành môn đệ của Chúa Giêsu. Bạn có muốn đón nhận món quà vĩ đại, hạnh phúc tuyệt vời này là Trích sách Công vụ đoạn 1, câu 8. Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy đến tận cùng trái đất. Trích thư Roma đoạn 15, câu 18, 19. Tôi phục vụ Thiên Chúa, thực hiện bằng lời nói việc làm, bằng sức mạnh của những dấu lạ điềm thiêng, bằng quyền năng của Thánh Thần. Như vậy tôi đã làm tròn sứ mạng loan báo tin mừng Đức Kitô. Liên lạc và ghi danh bác tự 818-895-7373. Online www.thanhlinhla.org. Email chị Châu thanhlinhla@gmail.com. Xin mang theo sách Thánh Kinh nếu có thể. Lệ phí 50 đồng cho khóa, cộng 25 đồng ẩm thực, tổng cộng 75 đồng. Người ở xa sẽ có chỗ nghỉ lại. Liên lạc và ghi danh bác tự 818-895-7373. 818-895-7373.